Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc. Chí Tâm xin kính chào tái ngộ đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Đăng Thanh. Chào Chí Tâm. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài gì đây Chí Tâm? Mấy tuần qua thì mình có nhận được một tin buồn là nữ nghệ sĩ Bạch Huệ đã đột ngột từ giã cõi đời vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10 tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ ở tuổi 80 ở trong giấc ngủ say. Theo nguồn tin chính xác từ trang web cailuongvietnam.com, nên hôm nay thì mình mời quý vị khán thính giả cùng tìm hiểu và thưởng thức qua tài nghệ của người nữ nghệ sĩ khả kính này. Nữ nghệ sĩ Bạch Huệ mà Thanh luôn luôn gọi cô bằng từ ngữ thân thương đó là cô Tư Bạch Huệ. Cô Tư Bạch Huệ đúng là một người nữ nghệ sĩ khả kính. Thanh cũng có rất nhiều kỷ niệm với cô Tư. Cô Tư cũng là người từng đưa Thanh đi đờn ca tài tử ở rất nhiều nơi. Có nhiều khi đi với lại bác Hai Long rồi bác Thành Công đi xuống tuốt ở Cần Thơ nữa. Có cái những đám tiệc người ta mời đó, thì Ngọc Đăng Thanh đi theo. Mà giọng ca của cô Tư đó, Tâm biết cô có một cái đặc biệt là cái ngân á. Khi một cô ca những cái bài Nam hay là những bài Xuân, tất cả những cái bài bản mà cô ca, nói chung mà hơi nào hộp, cô ca cũng rất là chuẩn đúng, xác. Đúng, rất chính xác cho cái điều đó. Nhưng mà cái ngân á, cô có ngân cái hộp, gọi là ngân hộp. Ngân đổ hộp. Ngân đổ hộp nó mà rất là hay. Dạ vâng. Hồi nhỏ thì lúc lên Sài Gòn hát cho ban cổ nhạc Thành Công thì Chí Tâm cũng có đôi lần gặp và hát chung trong chương trình cùng với cô Tư Bạch Huệ vài lần. Dạ. Cô Tư Bạch Huệ có thể nói là suốt một đời tận tụy với lại bộ môn đàn ca tài tử. Theo tài liệu quý báu của soạn giả Nguyễn Phương viết về người nữ nghệ sĩ này, thì cô Tư Bạch Huệ tên thật là Quỳnh Thị Huệ, sinh năm 1933 tại Cần Thơ. Cô là con của nhạc sư Sáu Tửng, chuyên về đàn kìm cũng như đàn sến. Ông Sáu Tửng đàn sến cũng rất là hay, cũng nổi tiếng. Thanh nghe nói mà Thanh không biết có đúng hay không. Có nghe bác Hai Thành Công lúc đó đó nói rằng cái tên Bạch Huệ hình như là từ do bác Hai đặt ra. Bác Hai Thành Công đã đặt ra là chú Bạch Lan, Bạch Lan Bạch Huệ. Bạch Lan Bạch Huệ, cũng như Út Bạch Lan. Đó. Vâng. Rồi sở dĩ Thanh kêu là cô Tư Bạch Huệ là vì cô là em ruột của chú ba Quỳnh Anh. Chú là một tay trống cừ khôi của các phòng trà ca nhạc thời trước 75. Chú ba Quỳnh Anh là nhạc sĩ tân nhạc. Chú ba Quỳnh Anh thứ ba, ông được giới thưởng ngoạn biết đến qua hai bài tân nhạc đã một thời là dòng nhạc được ưa thích nhất của giới trẻ sinh viên thanh niên ở Sài Gòn. Tâm có nhớ hai bản nhạc đó là hai bản gì không? Mưa rừng và hoa trắng thôi cài lên áo tím, trên áo tím. Dạ đúng rồi. Dạ bài đó là Hoa trắng thôi cài trên áo tím thì phổ từ thơ của nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. Và bản nhạc Mưa rừng sáng tác riêng cho cố nữ nghệ sĩ Thanh Nga trong tuồng Mưa rừng của Hà Triều Hoa Phượng. Từ nhỏ thì cô Tư Bạch Huệ đã thâm nhiễm điệu đàn, câu hát cổ nhạc. Tại vì cha của cô là một nhạc sư mà, ông Sơ Tửng đó, ông có nhiều bạn nhạc sĩ và thường tổ chức những buổi đờn ca tài tử ở địa phương. Khi mà nhạc sư Sáu Tửng đi đờn cho gánh hát của bà Phùng Há, thì ở nhà cô Bạch Huệ cũng được các chú bác nhạc sĩ khác, bạn của cha cô dạy cho cô ca và mời cô tham gia trong các buổi đờn ca tài tử. Cô Tư Bạch Huệ nổi tiếng là một danh ca, ca rất là đúng bài bản cổ nhạc và ca chắc nhịp. Giọng ca của cô mượt mà truyền cảm, nên nhiều người khuyên cô nên tiếp tục theo nghề nghiệp cầm ca của gia đình. Năm 1947 thì lúc đó cô được 14 tuổi, cô Tư Bạch Huệ lên Sài Gòn tìm đường tiến thân bằng con đường ca cổ nhạc. Nhiều nhạc sĩ đờn cho các quán ca nhạc và đài phát thanh là bạn của nhạc sư Sáu Tửng, nên họ mời cô Bạch Huệ đến ca trong các quán nhạc như là quán nhạc Đức Thành Hưng ở đằng sau chợ Sài Gòn và quán cổ nhạc của ông thầy Mười An ở cầu Ông Lãnh. Cô Tư Bạch Huệ nổi danh là một danh ca, chẳng những giọng tốt mà còn về nghệ thuật nữa. Cô ca rành rẽ, đúng điệu 20 bài bản tổ, 3 nam, 6 bắc, 7 quán, 4 quán và 7 bài. Dạ đúng rồi, 4 quán, 7 bài. Và đây là một trường hợp đặc biệt, là vì ít khi nào mà có một cái nghệ sĩ nào học đầy đủ trọn vẹn những cái bài bản. Phần đông thì chỉ là học ca từng lớp của mỗi bài ca thôi. Ví dụ như là năm ai thì họ chỉ học cái năm ai lớp 1 hay là năm ai lớp mái, tại vì cái đó nó dễ. Rồi cái đó với lại dễ sân khấu, ở diễn trên sân khấu thì cần bao nhiêu đó đủ rồi. Chứ không có học đủ trọn bài một cách căn bản như là cô Tư Bạch Huệ.
Danh ca Tám Thưa là trưởng ban Việt Nam Cổ Nhạc Đoàn mời cô ca trên đài phát thanh Pháp Á, và sau đó thì thu nhận cô làm ca sĩ của ban Việt Nam Cổ Nhạc Đoàn đài phát thanh Sài Gòn. Các hãng đĩa như Asia, Hoành Sơn, Pate cũng nhanh chóng khai thác giọng ca lạ và khả năng ca được nhiều bài bản của nữ danh ca Bạch Huệ để giới thiệu đến các thính giả miền Nam và cả thính giả Huế và Hà Nội, cả ba miền. Thời đó thì Việt Nam chưa có chia đôi đất nước. Cô Tư Bạch Huệ ca theo chân phương, đúng từng điệu thức, đúng theo phong cách tài tử, cho nên thính giả, thực khách của các nhà hàng ca nhạc rất là thích nghe cô Tư Bạch Huệ ca. Mà Tâm có biết là Thanh lần đầu tiên được lên đài truyền hình là ca chung với cô Bạch Huệ. Lúc đó là ca trong cái chương trình Chiêu Hồi, tức là Tiếng Chim Gọi Đàn đó. Cô Tư cổ mới đóng vai bà nội bị bệnh, rồi Thanh mới đóng vai cháu nội, mới là thấy bà nội bị bệnh mới là viết thơ để kêu gọi cha về chiêu hồi mà. Rồi ngồi chương ca trình khóc sướt mướt cái chương trình đó. Xưa nay thì mình nghe nói về một môn đờn ca tài tử mà chưa có dịp nào tìm hiểu sâu xa hơn, thì hôm nay nhân dịp nói về cô Tư Bạch Huệ như một cây cổ thụ trong vườn nghệ thuật đàn ca tài tử, cho nên mình cũng muốn chia sẻ thêm một đôi nét then chốt trong dòng chảy của sự hình thành và phát triển của bộ môn đàn ca tài tử. Gần đây nhất thì chúng ta biết là đàn ca tài tử là cha đẻ của bộ môn cải lương. Vậy cha đẻ của đàn ca tài tử là bộ môn gì? Phải đi ngược dòng lịch sử mới có thể hiểu, để có thể hiểu được mới có hiểu mới có thương. Đúng rồi. Trước đàn ca tài tử là nhạc lễ. Mà trước nhạc lễ là gì? Trước nhạc lễ là nhã nhạc. Nhã nhạc là một dạng thức âm nhạc rất là thanh cao và có một chiều sâu về tâm linh, có thể thông quan với tinh lực siêu nhiên phản ảnh của vũ trụ và giáo hóa được con người. Dạng thức âm nhạc này bắt nguồn từ Trung Quốc vào thời nhà Chu, khoảng năm 1112 trước công nguyên. Và sau đó thì phong trào nhã nhạc lan truyền đến ba nước Á Châu láng giềng. Vào thế kỷ thứ 6 ở Triều Tiên, rồi sang đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7, rồi đến thế kỷ thứ 15 mới vào tới Việt Nam, lúc đó là vào thời của vua Lê Thánh Tông. Nhã nhạc vào thời đó chỉ dùng trong các cuộc tế lễ năm giao, tế lễ xã tắc hoặc là tế lễ thần nông. Dạng thức này biến chuyển theo thời gian được gọi ngược lại là lễ nhạc. Nhưng mà do các triều đại vua chúa phong hóa suy thoái nên lễ nhạc cũng bị suy thoái theo. Cho đến thế kỷ thứ 19 thì đời nhà Nguyễn thì lễ nhạc mới được khôi phục và phát huy thêm. Dạ đúng rồi, được xây dựng ở trên hệ thống thang âm hoàn chỉnh và được gọi là nhạc cung đình. Vào ngày 7 tháng 11, 2003 thì cơ quan UNESCO đã cứu xét, tôn vinh và liệt kê nhạc cung đình Huế là một di sản văn hóa thế giới phi vật thể truyền khẩu của nhân loại. Dần dà nhã nhạc cung đình Huế được lan truyền khắp dân gian, được gọi tắt là nhạc lễ. Cả ba miền đều có nhạc lễ. Nhạc lễ ở miền Bắc thì người ta kêu là phường Bắc Âm. Ở miền Trung thì có phường kèn. Và đến miền Nam thì có ban nhạc lễ ngũ âm. Ban nhạc lễ ngũ âm thì ở miền Nam là được chia ra làm hai phe, ngồi bên hai chiếc chiếu, có thể một bên phe văn và một bên phe võ. Phe văn thì gồm những cái nhạc cụ âm lượng thấp và êm dịu như đàn cò chỉ nè, rồi đàn cò tre nè, đàn gáo dừa nè, thổi tiêu, thổi sáo nè, rồi sau đó thì có thêm đàn tranh, đàn kìm vân vân. Và các nhạc cụ nhẹ khác ở bên phe võ thì nhạc khí nó có cái âm lượng to và cao như là trống chiêng, thanh la, kèn lá, kèn bầu. Ban đầu thì nhạc lễ chỉ toàn là những cái nhạc khí trình tấu, diễn tấu đơn thuần thôi, cho nên khách thưởng ngoạn có người hiểu người không, cho nên người ta mới nghĩ ra là phải đặt lời hát, lời ca lên trên nền nhạc lễ này, vừa để chuyển tải nội dung làn điệu hay là một thông điệp thời sự hay là bài ai điếu tiếc thương người quá cố. Rồi đến theo truyện xưa tích cũ mà đặt lời hát lên đó, như là truyện Thúy Kiều, truyện Lục Dân Tiên, Bá Nha Tử Kỳ, Bá Lý Hề, Bạch Hổ Sát Thanh Long, Tô Quệ Chức Cẩm Hồi Văn, và bắt đầu một số bài ca được hình thành và lưu truyền mãi cho đến bây giờ trong phong trào đờn ca tài tử. Có hai giả thuyết ở trong nhạc lễ. Một giả thuyết thì cho rằng nhạc lễ phát xuất từ dân gian. Một giả thuyết khác cho rằng nhạc lễ mang tính bác học. Vì mang tính bác học cho nên các nghệ sĩ chơi nhạc lễ đều là những người có tài. Cung nữ trong triều đình thì gọi là tài nhân, mà người nam nhạc sĩ hay là nghệ sĩ thì gọi là tài tử. Thế nên đờn ca và tài tử được ghép lại thành bốn chữ đàn ca tài tử. Vậy bây giờ mình mời quý vị khán thính giả thưởng thức một đoạn video clip trên YouTube giọng ca của cô Bạch Huệ, cô Tư Bạch Huệ. Clip video này thì cô Tư Bạch Huệ ca điệu Tứ Đại Oán, Bá Lý Hề, khi mà dàn nhạc rao xong trỗi lên.
ai bao trải bao. Dạ. Thì do sân khấu ba miền của cái trang trang nhạc sân khấu ba miền post lên, Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh xin mạn phép được phát lại để quý khán thính giả cùng thưởng thức. Thank you.